tạp chí Tri thức và đời sống xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thời khắc giao mùa đang đến gần hơn với không khí rộn ràng, vui tươi và hy vọng. Và đây là số tạp chí cuối cùng của năm 2015. Ban biên tập chúng tôi xin gửi lời chúc tới những thính giả thân thiết, những cộng tác viên của tạp chí với lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin được gửi tới những lời chúc an lành, tình yêu, thịnh vượng tới tất cả những gia đình nhỏ ấm áp của quý vị và các bạn. Kỳ này, tạp chí xin được gửi tới những tin bài sau đây. Trang tin hoạt động hội, tin hoạt động Hội Người Mù thành phố Hà Nội. Tin hoạt động của các đơn vị Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ và Ba Đình. Văn nghệ bài hát Dòng máu Lạc Hồng. Tốp ca Hội Người Mù quận Hai Bà Trưng. Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với bài Tấm lòng của Bác Hồ với chiến sĩ. Danh ngôn. Văn nghệ bài hát Tổ quốc gọi tên mình. Đơn ca nam Hoàng Mạnh Cường Hội Người Mù huyện Đông Anh. Chuyên đề phòng chống tội phạm. Phòng chống tội phạm qua mạng. Chuyên mục phổ biến kiến thức với bài Ngồi bắt chéo chân, nguyên nhân của nhiều bệnh. Những mẹo đơn giản giúp bạn không bao giờ say tàu xe. Những sai lầm nguy hiểm bạn hay gặp khi sử dụng bình nóng lạnh mùa đông. Văn nghệ bài hát Anh cho em mùa xuân. Đơn ca nam Đình Trung Hội Người Mù Gia Lâm. Chuyên mục chân dung cán bộ hội viên với bài Người mù thực hiện theo lời dạy của Bác, tàn như không phế, bài viết của Bác Nguyễn Trọng Bình, Hội Người Mù huyện Thạch Thất. Trang thơ của cán bộ hội viên với bài Thỏa niềm tin yêu, tác giả Vũ Tý, Hội Người Mù quận Cầu Giấy. Tình đôi ta, bản trường ca bất tận, tác giả Lê Anh Tài, Hội Người Mù quận Cầu Giấy. Văn nghệ bài hát Tình thắm duyên quê. Phóng sự điều tra dài kỳ Hồng Nhan Đa Chuân kỳ 48-49, tác giả Nguyễn Như Phong. Văn nghệ bài hát Bèo dạt mây trôi. Thu Hương Hội Người Mù Thanh Xuân. Lời cảm ơn của ban biên tập.